Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Sadek TV. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình khám phá ẩm thực. Thì hôm nay Sadek TV mời các bạn cùng ghé và thưởng thức một món bánh mì cũng rất là đặc biệt. Đây là một trong những cái xe bánh mì mà bán khá chạy và rất là đắt ở thành phố Sadek của tỉnh Đồng Tháp ha. Quán cái xe bánh mì này thì nằm trên đường Hùng Vương ha các bạn. Và xe bánh mì này có gì đặc biệt mời các bạn cùng vào bên trong mình tìm hiểu và khám phá nha. Đây nha các bạn, bánh mì này, xe bánh mì này có tên là bánh mì Thu Hà ha. Ở đây có bánh mì xíu mại nè, chả cá, chả giò. Đây là các cái nguyên liệu để bán bánh mì ha. Ở đây thường thì một ổ bánh mì mình sẽ dùng những gì hả anh? Nhiều thứ lắm, thì khi muốn ăn bì không nè, xí mại cho cá cho giò. Nhưng mà ví dụ như em kêu ngồi bán ổ bánh mì là thường là anh dùng gì chồng? Dùng bì. Chỉ phần mình hỏi khách đó, muốn ăn gì thêm bổ vô. Ở đây thì em có bì, rồi cái này là chả giò. Chả giò. Chả cá. Nem nướng lụi luôn. Ấp la xí mại. Xí mại. Đó. Còn đây mình có dưa chua nha và hành phi. Như ổ bánh mì ở đây thì thấp nhất là nhiêu anh? Thấp nhất ha, nhiều khi 10.000. 10.000. Mình khi 5.000 bán luôn. Như 10.000 là mình dùng gì? Dùng bì không. Bì không nha. Còn một ổ mà cao nhất là nhiêu? 20. 20. Ở ngoài đó cô mua gì? Rồi anh vừa 20 trên khách nha. Là 15 là trung bình. 15-12. Nhưng nói chung là vô giá nhiều giá lắm. Thường đó là xe bánh mì của anh bán mấy giờ mới đầu anh bán? 5:45 rồi mà bán được rồi. 5:45 anh bán tới mấy giờ? Tới 11 giờ. Buổi chiều mình có bán không? Không, chỉ bán buổi sáng. Buổi sáng rồi. Là một ngày là mình bán khoảng bao nhiêu ổ? Chuẩn bị khoảng nhiêu tùy theo như đắt nhất là khoảng nhiêu ổ? Trăm mấy cũng tùy theo các bạn, ngày nào mà bữa nắng bữa mưa. Mấy cái nguyên liệu này là do mình làm hết ở nhà? Làm hết ha, chứ không có mua gì hết. Ngay cả mấy cái món chả giò rồi nem đồ này kia là làm luôn hết ở nhà hết. Anh xe anh bán được bao nhiêu năm rồi? Rồi lâu à, mà bị bà già tôi bán cũng mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi ha. Cái này bà chuyện nghề cho tôi. Nghề lại cho anh. Xí mại nhìn cái nước thấy hấp dẫn quá ha. Nước là trái gắt á. Dạ, cái màu đó làm nước trái gắt ha. Trái gắt á. Dạ. Nước có mỏ mà. Hộp cơm chi anh? Kìa. Tốt không? Không. Thôi từ từ xí mại đi, xí mại ngon quá, lấy bị xí mại không ăn chín đâu. Đổi lại rồi, cái nhà mẹ ăn cái ngon quá à.
trời. Cái vậy đi, bì xí mại. Ủa đó, nãy đó. Bì xí mại 12 phải không? À, rồi, trang nước xí mại cho chị mềm á Cường. Để cho râm ra, rỗng ra, không râm ngò ra. Cường trang cho nước xí mại vô. Nước mắm thì ớt nhiều á. Đây đầy đủ hết nha. Chị này ăn là đúng bài luôn đó. Đầy đủ mới chịu. Không biết ăn ngò à. Cái bao bự lượng nó từ hai chục chị nè cô. Rung trên tiền nè. Chị hai chục rồi nha. Cái mãi à? Đây ổ này là xí mại không? À, xí mại không á. Ổ này có 10.000 à. À, xí mại không là 10.000. Là mấy viên xí mại anh? Hai viên. Xí mại không là mình ăn xí mại không à, không có cần dưa leo không gì vô hết trơn anh. Dưa leo. Đây là bì nè các bạn. Như anh Cường ha. Anh Cường anh chia sẻ thì bì này là ở nhà làm hết đó các bạn. Điểm đặc biệt ở cái xe bánh mì này là tất cả nguyên liệu đều ở nhà làm. Có ngoài trừ bánh mì là phải lấy phải không anh? Mì là phải lấy ở lò thôi. Còn lại là các cái top pin ở trong đây như là chả giò ha, rồi chả cá, rồi nem nướng. Ừ, tất cả xí mại đều do ở nhà làm hết nha các bạn. Trời rất là đặc biệt ha. Nói chung là cái xe bánh mì này cũng rất là đặc biệt. Rất là nhiều món ở trong đây. Thông thường thì mình thấy những xe bánh mì khác thì thường là ta có chả lụa, pate này nọ. Sao của anh mình không có mấy cái món đó ta? Món đó hả? Dạ. Có chứ. Mà bây giờ chặt chỗ để trong nhà. Dạ hả? À, để chặt quá. Nhưng mà thông thường thì của anh là đặc sản là mấy cái này đúng không? Mấy cái này không à. Dạ. Cái gì? Rồi, bì. Bỏ hả? À, 12 thôi. Ừ. Hôm qua em thấy hình như bánh mì bì là đặc sản của mình hả ta? À, đặc sản này là bánh mì bì đó. Bánh mì bì. À, thấy nhiều người chọn mua bánh mì bì. Con này 12 nè. 12 ít bì ăn chút ha. Bình thường là 15 nha. 15, không nhiều giá lắm bạn. À, tức là ăn 12 đừng bán 12, ăn 10 bán 10 luôn. Nước này làm nước chấm nước mắm mặn á anh, mắm mặn luôn. Yeah. Các bạn, cái không gian của quán này là như thế ha. Chung là ở đây bán rất là nhiều thứ ha. Mình thấy có bún bì nữa nè, chả giò, xíu mại, rồi bún thịt xào. Rất là nhiều ha, nhiều thứ ha. À, đây là 12 các bạn. Có dưa leo ha, dưa chua, bì ha. Đây, đặc sản của quán này là bánh mì bì ha. Bây giờ các bạn, bây giờ mình sẽ thưởng thức ổ bánh mì này và cho các bạn biết cảm nhận như thế nào nha. Bánh mì rất là giòn ha. Bánh
Bánh mì bì thì cái hương vị nó rất đặc biệt so với những cái loại bánh mì khác các bạn, tức là nó trong bì nó có thính á, mình ăn nó cảm nhận nó rất là thơm ha. Lúc ăn thì nó có dưa chua và đặc biệt là cái nước, nước sốt đang vào là rất là vừa ăn các bạn, rất là thú vị á. Nếu như các bạn từng ăn chắc là bánh mì pate chả lụa thì khi chúng ta thưởng thức cái bánh mì bì này thì các bạn sẽ thấy có sự khác biệt ha, về cái hương vị nó có những cái sự ngon và lạ khác nhau ha. Như lúc nãy mình tổ chức chia sẻ đó, tức là bánh mì này đặc biệt cái là tất cả các nguyên liệu đều do ở nhà làm, và quán này thì thương hiệu cũng mấy mươi năm rồi các bạn, nhắc đến mấy mì bì thì nhiều người biết đến bánh mì Thu Hà ha. Chung là theo mình đánh giá thì nó lạ và nó ngon đó các bạn, thơm. Có là sao chưa? Nước sốt rất là ngon ha. Ở đây cũng có rất là nhiều loại như nãy vừa đó. Tùy vào khách hàng ăn muốn chọn cái loại nguyên liệu gì thì người ta sẽ để vào cái đó ha. Tùy theo giá từ 10.000 đến 15-20, tùy vào những cái topping mà để vào bên trong cái giá nó khác nhau. Nhưng mà nhìn chung thì bánh mì bì là thương hiệu của quán này ha. Rồi, nếu các bạn muốn thưởng thức cái món bánh mì bì này thì mời các bạn ghé qua cái xe bánh mì này ha, để thưởng thức, để có sự cảm nhận nha. Xe bánh mì này thì nằm trên đường Hùng Vương, thuộc quận 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nha các bạn. Từ hướng Nguyễn Chính Sách chúng ta rẽ vào đường Hùng Vương thì chưa đến cầu Cái Sơn nha, nằm trước cầu Cái Sơn. Các bạn nhìn phía bên phải thì sẽ gặp cái xe bánh mì này nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy những cái video về ẩm thực ở Sa Đéc hay là có ý nghĩa thì các bạn nhớ nhấn like và nhấn vào chia sẻ ha, để quảng bá ẩm thực ở Sa Đéc mình đến với du khách gần xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.